chờ bọn này lâu thế nhở, chả thấy đâu. Chắc là cho lại cho mình leo cây rồi. Ô này trời ơi, có anh ngồi này. Ôi lắng thật đấy. Nhưng mà em đã thủ được cái ô này vẫn còn hơi bé rồi. Cái ô này chỉ vừa cho em mà thôi. Thằng thế này mà vẫn rủ chị đi chơi chứ. Em có rủ đâu, anh Minh Quy Thành rủ cơ mà. Không thật đấy. Hôm nay trời nắng đấy nhỉ. Cái gì à, cái gì đây? Thiên thạch từ trên trời rơi xuống cái gì sợ? Không phải thiên thạch, toàn là đồ chơi với đồ ăn mà. Ui, em bắt được 2.000, em bắt được 2.000 mọi người ơi. Ui, 2.000. Ôi trời ơi, anh muốn đi kiểu gì dám vào chân chị thôi này, đau quá. Bạn còn buông cả bóng chân rồi đây này các bạn. Ui, anh muốn đi đứng kiểu gì thế? Đau quá, chắc là bị chảy máu chân luôn rồi. Ôi rồi anh bị Quý Thành bị vùi dòng luôn rồi. Đi ra cứu anh bị Quý Thành đi. Cái gì đấy, toàn đồ chơi với đồ ăn, không hiểu từ đâu bay đây. Ui dồi ôi, gặp hết đồ ăn đồ chơi của bọn em rồi. Bẩn hết rồi này. Anh hai có sao không? Anh hot boy kia. Cái gì vậy ạ? Ây da. Thôi đi ra kia, đi ra kia, đi ra kia. Mấy đứa ở đây mình chơi một mình đi. Ôi chết, quên đôi dép. Không chơi trả dép anh về. Anh, sao lại đi về thế? Gọi ra đi chơi mà cầm 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 của anh để anh dám bắt anh thành hạ. Anh đứng lại, đợi ai chơi. Cái gì đây? Ra kia. Không chơi với em đâu. Bắt được rồi. Chị ba ơi, giúp em, giúp em. Bắt anh thành đi chơi. Không chơi. Dậy. Đi chơi. Không đi. Không đi chơi. Đây anh đi vào đây, anh phải chơi cái này. Vào đây, chơi. Kêu. Kêu. Chó mặt quá. Đi đi rồi. Dậy đi tiếp anh ơi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Đi lên đây. Bằng như có bim bim. Đi. Ui vào đây anh ơi. Đây 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 đây, ngồi đây nghỉ nhá, ngồi đây nghỉ nhá. Ui giời ơi, cái con bé kia nó đi vào đây mang đồ vào đây. Bồi bổ cho anh Thành nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Thôi lần đầu chơi game mà chơi bằng cả tính mạng. Không sao anh. Hãy ăn đi. Bim team khoai tây snack ăn đi anh. Đúng rồi đấy. Thôi, mệt. Bồi bổ đi, còn tí mình còn phần tiếp theo nữa nha. Còn phần tiếp theo không, anh không chơi công viên nữa, không chơi xích đu, không chơi gì hết nhá. Không chơi cầu trượt. Đổ, đổ cho chị cái này đi, không ăn cái này đâu. Đó. Đó. Ui. Ăn cái này em mới nhớ ra một câu chuyện. Một câu chuyện em đã được kể từ rất là lâu rồi. Là ở gần cái khu công viên này có một khu công viên bỏ hoang. Ui sợ quá, sợ quá. Chuyện gì mà nghe kinh dị thế? Chả sợ gì, chả kinh dị gì. Ui giời ơi, đặc biệt nữa nha. Ở đấy còn có những con ma chơi đấy. Hả? Có thật đấy anh. Nhưng mà sáng ngày này làm gì có ma đúng chơi rồi. Ui giời ơi. Mọi người không tin đúng không? Không ai tin đúng không?
Không, không có ai tin đâu. Được rồi, thế em sẽ dẫn mọi người đi khám phá xem một công viên bỏ hoang để có thật như lời đồn không nhá. Ờ, thôi được rồi. Bây giờ anh không chơi công viên, anh không chơi cầu trượt, không chơi xích đu, nhưng đi khám phá thì được. Đừng có bắt anh chơi cầu trượt với cả ra bập bênh kia. Anh yên tâm, vào đấy ma nó chơi anh, chứ anh không phải chơi nữa đâu. Này, anh cầm cây kiếm này, nhớ có ma thật thì mình sẵn cổ nó. Còn hai đứa kia kệ chúng nó, cho chúng nó ăn thịt. À, thế ơi, à? Đứa hợp lý. Ôi. Đi rồi. Chưa bao giờ gặp ma, đừng có bốc phét này, anh không tìm có ma đâu. Nhiều cây thế. Công viên ở bên này cơ mà ngáo à? Đây. Ui, đáng sợ phết thật. Anh thấy chưa? Anh thấy câu chuyện của em chưa? Nhưng mà cửa vào ở đâu hả Bún? À kia, cửa kia. Kia có cái cửa kia. Oh. Ui Bún ơi, cái cửa bị khóa như thế này thì làm sao mà vào được? Thế mới lo mới gọi là công viên bỏ hoang đấy anh. Bây giờ vào kiểu gì ta? Anh người ơi, ở đây có cái hố này, chắc mình phải chui vào đấy. Nó phải chui vào, chứ bây giờ cái cửa nó khóa như thế thì chúng ta không để đi vào được. Anh Thành to nhất chui vào trước đi. Đúng rồi, anh chui vào trước đi. Cẩn thận có gai nhá. Bẩn hết gấu bông rồi. Thế bây giờ đi đường nào tiếp? Cái gì đấy, có cái gì đâu mà phải sợ hả mấy đứa? Đi ra đây, đời này anh đi hoành tráng này có thấy cái con gì đâu mà đâu ra đây. Đấy. Ui giời, em cũng chắc sợ chứ. Đúng rồi, em kể đây có ma làm gì có ma. Bây giờ mình cũng phải đi khám phá đấy anh. Em chỉ nghe truyền thuyết kể lại như thế mà thôi. Đây là cái gì đấy? Đây là bột xương à? Xương đâu mà xương, đây là cát thôi anh ạ. Thế mà anh cứ tưởng bột xương giống ở trong Minecraft. Thế thì nó mới kinh dị chứ, nếu mà là cát thì có gì mà kinh dị. Anh xem mà xem, đồ chơi ở đây nhìn rất là cổ kính luôn. Ui, cái này đúng là bỏ hoang thật này. Đây, cái ẩm nhẹ này, tôi nhận các thứ. Ui, cây cỏ mọc hết vào cái chỗ này luôn. Ui, cái này bây giờ, đi xuống. Hay cái này để cho ma chơi. Nhìn kìa. Cái gì nữa? Cái ghế đá nó bị sắt. Nhưng mà có gì lạ đâu. Ma làm gì ngồi gãy được ghế đá đâu. Thông minh lắm. Cái này chắc là ai ngồi phá nó thôi. Ui rồi. Bên cạnh này nữa này. Eo ơi, cái này nhìn ghê quá à. Ui. Cái này từ thời lập bố lẽ ông rồi ấy. Anh Thành xuống ấy. Anh trên em quay được không? Anh. Ui. Cái này không giống cái lúc nãy anh trôi nó mới. Cái này nó cua. Ui, có cả rán với bướm bướm kìa anh Thành ơi. Ui, có cả nhạn luôn này. Kinh quá. Con này là con gì? Đây là con hải cẩu này. Đâu đâu đi ăn thế. Sơn nói đây con cá voi này. Sơn hết sơn. Voi cái heo ta. Cá heo. Cá heo. Nhưng mà này, lâu rồi không có người chơi này. Nó kiểu cũ kỹ hết nó rồi. Nó chóc hết xương luôn rồi. Bây giờ đứng lên này, bây giờ anh thử đứng lên này. Ui. Anh mà kinh động nữa đâu có mà thật thì nó tú mày chết đấy. Ghê quá, thôi đừng chơi cái này. Ui xích đu kìa. Ui. Toàn đồ kinh dị mà thôi. Thấy không? Ui. Xích đu như thế này làm sao mà đu được? Ui. Sợ quá. Eo ơi, đồ ở đây đều đồ rất là cũ kỹ luôn á. Ui cẩn thận mà cái chó đấy chàng nhá. Không sao. Cái này ngồi chơi được nè. Ui. Ở đây cũng là xích đu cổ kính luôn. Cái này đu bằng chân à? Xích đu hình con ngựa luôn này. Hình như xích đu này ngày xưa mới có, chứ bây giờ làm gì có nữa nhở? Bây giờ không thấy nữa luôn ý. Nhưng mà ghê quá à. Anh sợ cái này nó bị gãy ra một phát là chúng mình rơi bộp xuống đất đấy. Mà cũng chưa thấy cái gì đáng sợ cho lắm nhỉ. Mọi người ơi. Cái gì? Có một cái tháp gì kìa. Tháp gì? Cái chỗ đấy. Ôi, cái thác gì mà nhìn như cái thác Eiffel này nhỉ? Cái này hình như là để leo trèo đúng không hả Bun? Đây anh cầm hộ em cái, để em trèo lên xem nào. Cẩn thận nhá. Ui giời. Ui.
Ui giời, leo cái này đơn giản, có cái gì đâu mà. Cứu em với, em bị mắc ở đây luôn rồi. Bây giờ cứu kiểu gì, banh áo ra. Em tự đi xuống em nào. Em bị mắc rồi, đi xuống kiểu gì nữa. Để anh tìm cách nào, mấy đứa cầm đồ cho anh nào. Đó, đưa tay anh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đó, đặt chân này xuống. Ờ, rồi, rồi. Rồi, đấy, đấy. Chui xuống này luôn. Ôi, sợ phê anh ạ, nhìn đơn giản mà sợ quá. Bây giờ chúng ta chui ra đi. Ui mọi người ơi, em kiếm được cái thang hay cái gì ấy nè. Mọi người ơi, ra đây này. Ôi dồi ôi, mình đang bay các bạn ơi. Ui dồi, cái này bay đã thật đấy. Ui, chỗ này cũng vui nè. Bên kia không vui bằng đâu. Ui, đây trò xếp hình thì phải. Wow. Ui, cái gì thế hả? Cái này là cái để mình xếp hình các nhân vật á. Đây đúng rồi. Ờ. Ồ, đây có hình nữ này. Úi, cái chân giống chị ốc ghê luôn. Ồ, cái hình này giống chị ốc à. Đấy. Để anh ghép mặt bun vào đây xem nào. Úi trời ơi, cái hình này giống anh Thành thế. Thấy không? B tức là bun mặt robot là bun robot. Thế à? Để em thử xem nào. Bẹp, tại vì quy thành xấu trải qua đi cái rồi. Cái gì thế hả? Đấy mà là kiếm robot à? Mọi người ơi, đây là nhà mới của em này. Ui, ở đây có cầu trượt này. Mọi người hãy xem lực sĩ bùn bê anh củ tạ ở đây. Mọi người thấy mình khỏe chưa nào? Ui trời ơi, bao giờ anh đỡ hộ em à? Ui giời, tưởng thế nào. Ui, lúc em... bị ảo à, anh bê cho em thấy nhẹ thôi. À thế à? Ui giời, tưởng mình khỏe. Ui giời ơi, trẻ trâu mới ra cái đồ kia. Cái này này, bây giờ có cái này chơi này. Nhìn em đây này. Ôi ôi, cao quá mọi người ơi. Ôi, cứu em ơi. Mọi người cứu em ơi. Đi xuống. Nó mới thế lên mà đi kêu liên lạc với xóm lên. Ôi trời, nó cao thật sự luôn. À, ở đây có cầu trượt luôn. Mọi người ơi, có ma mọi người ơi. Cứu em. Có ma. Mọi người ơi. Ui, con em mà em đi kẹt vào rồi, cứu em rồi. Cứu em. Ôi, con anh Moon. Cứu em, cứu em, cứu em. Chạy thôi, chạy đi. Chạy, chạy đi. Ui. Ui, mệt quá. Quay.